Sau hơn một năm nuôi thử nghiệm thành công, hiện tại đàn chuột túi Wallaby của anh Trần Giác, giám đốc công ty cổ phần đầu tư công viên vườn chim Việt, lên tới hơn chục con và chúng đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại trang trại vườn chim Việt xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Theo anh Giác, những con chuột túi trưởng thành có cân nặng khoảng 30 kg. Tuy nhiên đàn chuột túi anh đang nuôi cân nặng khoảng 15-20 kg. Giống chuột túi Wallaby được nhập từ Hà Lan năm 2018, sau đó đưa về trang trại chăm sóc, nuôi sinh sản thành công, anh Giác cho biết. Thức ăn của chúng là rau củ, quả. Người dân nuôi chuột túi cần lưu ý về nguồn thức ăn và nước uống, các rau quả phải sạch, không có hóa chất hoặc oxytin để tránh việc chuột túi mắc các bệnh về đường tiêu hóa. Hàng năm, chuột túi cũng cần phải đưa đến các cơ sở để tiêm phòng, anh Giác chia sẻ. Thông thường loài chuột túi có bộ lông màu xám, một số con đột biến gen có màu trắng. Theo chủ nhân của đàn chuột túi, tại Việt Nam, loài chuột túi này được nhiều người mua về làm cảnh, thả trong sân vườn rộng hoặc trong các khu sinh thái, công viên vườn thú, trang trại dành cho học sinh trải nghiệm. Loài chuột Wallaby sử dụng hai chân phía trước để lấy thức ăn, hai chân sau dùng để đi lại. Anh Giáp cho biết, anh là người đầu tiên đưa giống chuột túi này về Việt Nam và nuôi sinh sản thành công.